cái chỗ này là chỗ để ngồi thiền đó. Còn bên đây thấy chưa, các bạn phải đi thiện nguyện, đi phóng sanh theo chương trình của Tuyôn. Tôi kinh nghiệm nhiều năm mới giới thiệu các bạn những cái nhóm, những cái hội đàng hoàng, các bạn vô các bạn chơi là không có bị lừa mà vui vui. Kia con tại chiều làm không kịp cho hay gấp quá, cái làm cái chương trình làm không kịp nên làm tắt thành coi như là vừa xuống ngày vui lắm rồi. Được không ông nội mẹ ơi, nó thiệt không vậy, đỉnh vậy hả chú? Cái nhà lá vườn con quay cảnh thiên nhiên dạ quá y gan, trời ơi đã quá chú ơi. Ủa cái này là xong hay là gì hả chú? Xong hả chú? Cái này nó ra sông luôn không? Đúng rồi, đây còn 100 mét nữa ra sông lớn rồi. 100 mét là bơi ra sông lớn được không? Đúng chú? Đúng rồi, sông lớn à. Bơi ra luôn. Nó liền mà. An lạc là đây. Vậy là để chiếc thuyền xuống để khách du lịch chèo ghe ra sông lớn chơi hả? Đây đó sát bên kìa, chú có vỏ rồi này, muốn đi thì rảnh thì đi. Chú cho hỏi ở đây có con rái cá không? Mình ở nó giờ ở đây nó không còn nữa. 10 năm trước nó rất là nhiều, bây giờ không biết nó rút về đâu á, giờ không còn thấy nữa. Dạ, nó bị làm thịt hết rồi đó, nó lên nồi ha. Chắc nó rút về cái rừng quang hay gì đó. Chứ hồi xưa ở đây là quê hương mình là chiến tranh là không có người. Dạ. Chú cũng mới về đây thôi. Là chú thấy 10 năm trước rái cá đầy luôn đúng không chú? Đầy. Chú nuôi hồ cá nó ăn chứ không trời. Mà giờ người ta ăn nó hết rồi con buồn lắm chú ơi. Không biết nó ở đâu, nó con gặp nó cũng rất là gì đó. Dạ. Chỉ có làm về động vật hoang dã mới biết tình hình của thú nó đi về đâu thôi. Tám tháng ba luôn hả? Trời ơi, barbecue dữ. Dữ vậy. Thấy vui vẻ không? Cấm nữa chạy luôn này nha.